Quyển 19, thứ 11, Tư Sở Thánh Địa, phần 4. Hiền Thánh thường nói lời thiện đầu. 2. Lời ái không phải không ái. 3. Lời thật không phải không thật. 4. Lời pháp không phải không pháp. Này trong kệ tụng đây, chỗ nói lời thiện, tức là thiện thuyết, thiện ngữ, thiện luận, nên biết thiện thuyết có 3 chủng tướng, đó là 1. Ý vui, 2. Không nhiễm, 3. Chỉ thiện. Chủng lời thứ nhất khiến người mừng vui, chủng lời thứ hai khiến tự thân phòng hộ, giữ gìn thì là chọn không viết họ. Chủng lời thứ ba năng khiến người khác ra khỏi nơi bất thiện, an trụ nơi thiện, nhân đấy dẫn nhiếp lợi ích an lạc. Hoặc có lời thân ái mà không chân thật, không phải chánh pháp, như có người dùng lời nói hoa mỹ xảo diệu để khen tặng đức không chân thật của người khác. Hoặc có lời chân thật mà không thân ái, không phải chánh pháp, như có người đem tâm nhiễm ô, phát lời nói thô ác, chê trách lỗi lầm thật có của người khác. Hoặc có lời chánh pháp cũng là thân ái, cũng là chân thật, như có người khéo biết khen ngợi của với của trách, dù biết đáng khen ngợi đáng chê trách rồi, nhưng không khen ngợi cũng không chê trách, chỉ khéo phương tiện vì người kia dẫn dạy chánh pháp, đang khiến kia ra khỏi bất thiện, an trụ nơi thiện. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức bảo Già Phạm lược hiển thị lời nói thiện tốt hoặc nêu ra hoặc giải thích, nên biết đây là nghĩa lược của phần này. Pháp tín tạm giới thí, được người lành khen ngợi, đây gọi hướng đạo trời hay đến trời thế gian. Kệ tụng đầy hiển rõ, như có người ở trong pháp tỷ lại ra, sở chứng của Phật thu được chánh tín, thẹn hổ nơi cư gia, thọ trì định giới. Đối với y phục ăn uống ngoạ cụ hướng đến sạch phùi đủ, tiết giảm các vật dụng nuôi thân, tiết giảm các duyên của cải, phạm lợi dưỡng thủ được, đều như pháp chọn không cất giữ làm vật riêng tư, mà cùng thọ dụng với bậc có trí, người đồng phạm hạnh, sở hữu chánh pháp đầu giữa sau đều thiện, tán thán khen ngợi phạm hạnh, chỗ gọi là từ khế kinh cho đến luận nghị, đều năng thọ trì nghiên cứu thông đạt, rộng vì người truyền dạy, diễn nói khai thị. Người kia đã thành tựu các thiện pháp đây, nên biết quyết định thu được 3 chủng lợi ích thủ thắng. 1. Được khen ngợi, được sự khen ngợi tán thán của chư Phật, đệ tử Phật và người thiện chân thật. 2. Nếu người khéo viên mãn tư lương phước do thì là tài thí nhiếp dẫn và tư lương trí huệ do pháp thí nhiếp dẫn, sẽ được thú nhập chứng giải thoát xứ, được vào trong chúng đồng phận chư thiên thanh tịnh. 3. Nếu người kia vẫn chưa viên mãn 2 chủng tư lương thì năng khiến mau được viên mãn, sau khi thần hoạn mạng trùng quyết định sẽ sanh ở cõi thiện, phần nhiều vãng sanh trong thế giới vui thú cõi trời. Lại có cách giải thích khác, như có người ở trong pháp tỷ nại gia sở chứng của Phật, được tâm chánh tín, tin chắc do ác giới sẽ đọa vào ác thú, tin chắc do sàn tham sẽ chịu quả báo bần cùng, tin chắc như vậy, nên ở trong hiện pháp đối với ác giới sàn tham, sanh sầu thẹn hổ, vì lấy thẹn hổ làm chỗ nương nên xả bỏ ác giới, thọ trì giới thành tịnh. Xả bỏ sàn tham dụng tâm vô cấu, an ổn sống nơi cư gia, nói rộng cho đến khéo hành bố thí do nhân duyên đầy, ở trong hiện pháp được thánh hiền khen ngợi, cho đến thần hoại về sau sẽ sanh trong thế giới vui thú cõi trời. Lại nữa, này sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói trên, trong đây Đức bảo Già Phạm lược hiển thị 2 chủng chánh hạnh của người tại gia và xuất gia, cùng sở hữu lợi ích thù thắng của quả chánh hạnh, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Đà văn năng biết pháp, đà văn năng xả ác, đà văn xả vô nghĩa, đà văn đắc niết bàn. Kệ tụng đầy hiển rõ, đó là như có người nương giáo pháp không điền đảo, nương luận thí, luận giới, luận sanh, thiền, được kiến lập một cách chân chánh từ trước, cùng kính lắng nghe. Đã nghe rồi năng tìm hiểu rõ biết nghĩa đây, đó là tự tư duy trùng trùng ác hạnh vào trong hiện pháp và nhân khổ vô nghĩa sanh vào cõi ác ở đường lai, cần phải chóng xa lìa các ác hạnh đến cõi thiện và xả nhân khổ vô nghĩa sanh vào đường ác. Do kia rõ biết pháp nghĩa như vậy, nên tùy pháp hành pháp năng xa lìa nhân khổ, năng dẫn pháp nhân vui, do nhân duyên đầy xả khổ được vui. Nếu đối với giáo pháp tăng thượng tương ứng với bốn thánh đế lại cung kính lắng nghe, đã nghe rồi lại năng thông đạt hiểu rõ ý nghĩa, đó là thấu hiểu tất cả hữu sanh tử đều là đại khổ, niết bàn tịch tĩnh. Do kia rõ biết pháp nghĩa như vậy, nếu căn đã thành thục, tư lương đã đầy đủ, liền có khả năng thành tựu rõ biết nhận thức nghĩa như vậy. Có người mới nghe chánh pháp, vì tâm thanh tịnh nên ở nơi các thánh đế chưa hiện quán,
thì năng nhập hiện quán, nếu người đã hiện quán liền được lậu tận, nếu người căn chưa thành thục, tự lương chưa viên mãn, tức nhờ như vậy xa lìa các ác, nương tăng thượng giới phát khỏi tăng thượng tâm. Nương tăng thượng tâm phát khỏi tăng thượng tuệ, do đây năng xả tất cả gốc khổ phiền não vô nghĩa, chứng đắc niết bàn. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên. Trong đấy Đức Bạc Già Phạm lược hiển thị trước nghe chánh pháp như lý tư duy, trước như lý tư duy, kế tùy pháp hành pháp, vì lấy tùy pháp hành pháp làm nhân dẫn trước nên đắc quả lợi ích thù thắng, nên biết đây là nghĩa lược của Phật này. Bậc trí như không, không nhiễm ô, bất động, giống như cả thiên đế, như bơi trong ao nước mát đầy, chẳng vui buồn lầy biển sanh tử. Này trong kệ tụng đầy biển rõ bí xô A-la-hán tâm thiện giải thoát, vượt qua các hí luận giống như hư không. Vì cớ sao thiếu như hư không lìa các hí luận, tịnh cùng với bất tịnh đều không thể nhiễm, chư A-la-hán cũng là như vậy. Tất cả các pháp thế gian hoặc thuận hoặc nghịch, chỗ gọi lợi suy cho đến khổ vui đều không thể nhiễm. Lại các bậc hữu học đã lìa dục tham hướng đến A-la-hán, tâm khéo an trụ bốn niệm trụ, lúc tu tâm vô tướng tam ma địa, như cả thiên đế tất cả sở hữu tham ái đồng hành mong muốn sống còn, sự phát động cao cử hỷ loạn không thể làm khuynh động. Lại các bậc hữu học đã đi dục tham đắc quả bất hoàn, đối với giải thoát bậc thượng tâm sanh vui muốn, thí như bơi lội trong chơi trong ao nước mát, ở nơi ái vị định thượng phần các kiết sử, xem như nóng nhiệt trong bùn lầy, chọn không vui thích. Do không vui thích trong ấy nên cũng không vui thích trong biển lớn sanh tử. Lại có các giải thích khác, đó là các bậc A-la-hán trụ nơi vô tướng sở hữu, hành vi ăn uống, nói bàn, du hành, bị sự theo đuổi của các khổ còn sót thừa, như thứ lớp đây là ba điều cần nên biết. Lại có các giải thích khác, đó là các bậc A-la-hán tuệ giải thoát, bậc hữu học thân chứng, các bậc A-la-hán cầu giải thoát, như thứ lớp đây là ba điều cần nên biết. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện nghĩa đã nói trên. Trong đấy Đức Bạc Già Phạm lược hiển thị ly dục ba cõi, đối với thánh chỉ Phật vẫn còn hữu dư y, lìa tham dục giới, nhiếp đạo thăng tiến và quả bất hoàn. Lại có cách nói khác, đó là lược hiển thị thắng lợi của giải thoát, thắng lợi của đẳng trì và thắng lợi của trí tuệ. Lại có cách nói khác, đó là lược hiển thị quả sở đắc do tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học và hiển hai học tăng thượng là tâm và tuệ. Nếu lấy sắc lường ta, lấy âm thanh tầm ta, chỗ chấp giữ tham dục kia không thể biết ta. Nếu ở trong rõ biết, ở ngoài chẳng năng thấy, do quả quán sát trong bị âm thanh kia dẫn. Nếu ở trong không biết, mà năng thấy bên ngoài, do quả quán sát ngoài cũng bị âm thanh dẫn. Nếu ở trong không biết, ở ngoài không năng thấy, ngu phu bị chướng khắp cũng bị âm thanh dẫn. Nếu ở trong rõ biết, ở ngoài cũng năng thấy, anh hùng tuệ xuất ly, chẳng bị âm thanh dẫn. Kệ tụng đầy hiển rõ, đó là như có người, thể là dị sanh, chưa đoạn trừ dục tham hư vọng phân biệt. Quán thấy Đức Thế Tôn có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, liền sanh khỏi suy lường. Đức Bảo Giả Phạm đầy quyết chắc là Như Lai ứng chánh đẳng giác, phạm pháp ngài thuyết, quyết định là vi diệu, sở hành của chúng đệ tử chắc hẳn là thiện. Ở thời gian sau, kia thần cận kẻ bất thiện nghe pháp bất chánh hành thuận theo luận người và âm thanh của người tín thuận theo kẻ kia bị kia dẫn dắt nhiếp phục, vì bị người khác dẫn dắt nên đối với Phật pháp tăng trở lại sanh hủy báng. Như vậy đều do không như thật biết pháp thân Như Lai nên có việc như trên. Lại có kẻ dị sanh đắc thiền nhãn thông, vì chứng đắc quả tĩnh lực bên trong xa trông thấy Thế Tôn liền tác hiểu đây Đức Bảo Giả Phạm đây chắc là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Còn lại như trước đã thuyết, lại có người do nghiệp quả báo nhục nhãn hệ thuộc dục giới, thấy bên ngoài rồi sanh khỏi suy tưởng, nên biết kia cũng chuyển thuận theo luận người, và âm thanh của người tính thuận theo người, bị người dẫn dắt nhiếp phục. Lại có kẻ dị sanh đều không có các sở kiến như vậy, nhưng kia bị chướng khắp, trường thời bị âm thanh của người dẫn dắt, nếu được gặp trừ hiển thánh, vì kia đoạn trừ điều phục khiến vượt qua dục tham, đắc thánh tuệ nhãn, do kia đắc thánh tuệ nhãn như vậy, bên trong tự chứng hiểu rõ pháp thân chân thật của Như Lai, tuy ở bên ngoài thấy sắc thân Như Lai, hoặc thấy tháp, hoặc thấy tranh vẽ mà năng rõ biết, đó chẳng phải đệ nhất nghĩa ứng chánh đẳng giác, do kia bên trong chánh biết, bên ngoài chánh quan sát như vậy, nên không bị cuốn theo luận người cùng âm thanh của người, chẳng tín thuận theo người, chẳng bị người dẫn dắt chết phục,
Đối với Phật Pháp Tăng quyết định tín thọ, như vậy đều do như thật rõ biết Pháp thân Như Lai nên có việc như trên. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức Bạc Già Phạm được hiển thị. Nếu đem nghĩa thế tục mà thấy chư Như Lai thì không chắc thật, nếu lấy thắng nghĩa mà thấy chư Như Lai thì mới chắc thật, nên biết đây là nghĩa lược của phần này. Vua thứ sáu Tăng Thượng, lúc nhiễm tự thủ nhiễm, nơi vô nhiễm không nhiễm, kẻ nhiễm gọi ngu phù. Này trong tụng đầy hiển rõ, vua Tăng Thượng thứ sáu là tâm ý thức. Nếu có người đã vượt qua năm bạo điều mà chưa thể vượt qua bạo điều thứ sáu là ý, bấy giờ nơi tâm theo đuổi sở hữu ái vị của các định, nên gọi là lúc nhiễm. Lại có bồ đặc giả la ở trong đêm dài của sự nhiễm, giữ lấy trò là đã có, ở nơi pháp hỏa ái chấp chứa ẩn giấu không buông xả, cho nên thuyết kia là tự thủ nhiễm. Tham gọi là nhiễm do tham đầy, phát sanh khổ ở đời đương lai cũng gọi là nhiễm. Nếu đã tự thủ nhiễm thì ở nơi nhiễm tâm kia không được tùy chuyển theo công dụng của nó, mà phải tù tăng ý đối trị ý khiến nhiếp thọ ngăn chặn dừng dứt. Như vậy tâm kia ở trong hiện pháp không có nhiễm ô, ở nơi tâm vô nhiễm tự thủ nhiễm đây trong đời đương lai nhân các khổ kia cũng không có nhiễm. Nếu có người ở nơi tự thủ nhiễm kia tùy chuyển theo công dụng của nó, vì không tu tác ý đối trị ý nên không nhiếp thọ cũng không ngăn chặn dừng dứt. Nương nhân khổ đây đêm giải thọ khổ, nơi nhân khổ đây chẳng thể xác lìa nên gọi là ngu phu. Lại nữa, nay sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức Bằng Giả Phạm được hiển thị xa lìa nhân khổ sẽ được lợi ích thủ thắng, và hiển thị nhân khổ năng tự mình chưa cảm khổ, đây là tánh ngu phu, nên biết đây gọi là nghĩa tóm lược của phần này. Có thành xương làm tường, cơn thịt làm tô điểm, bên trong có tham khỏe, được mạng phú giữ gìn. Này trong kệ tụng đầy chỗ nói thành, tức là tâm ý thức. Thành đây chỉ lấy xương cốt làm gạch đá, gân thay thế sợi dây, thịt làm hình thể bao bọc xung quanh trang điểm cho tường. Trong thành đây có sự giữ gìn của bốn chủng pháp ác, trái ngược với sở hữu thiện pháp, trái ngược với pháp thiện thuyết tỷ nại gia. Hai loại của kẻ thọ dục tại gia là tham và sân, hai loại của kẻ xuất gia trong pháp ác thuyết tỷ nại gia là mạn và phú. Do đắm trước các dục, mong cầu các dục, không xoay lưng chống trái với các việc làm thô uế, nên đối pháp thiện thuyết tỷ nại gia còn không tính thọ, huống là sẽ tù thiện. Lại vì dựa pháp ác thuyết mà sanh kiêu mạn, nên không thể an nhiên đi đến chỗ Phật Thế Tôn và đệ tử Phật. Giả sử Phật Thế Tôn hoặc đệ tử Phật vì lòng bi mẫn mà tự thân đến chỗ của kia, nhưng do kia tùy phiền não truyền nhiễm ô nơi tâm, không thể như thật phát lộ hối quá, huống là có thể tìm hiểu tu tập các thiện pháp. Như vậy nên biết ở nơi hai chủng thiện pháp của tường thành tâm tương ứng với pháp thiện thuyết tỷ nại gia đều không thể vào, hà huống lại lấy đây làm cái có của mình. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã thuyết trên, đó là trong đây Đức Bảo Giả Phạm lược hiển thị người tại gia và xuất gia do bốn chủng nhân duyên tạp nhiễm nên tán tất hủy hoại pháp thiện thuyết tỷ nại gia, nên biết đây gọi là nghĩa tóm lược của phần này. Như rùa giấu chi trong mai mình, bí xô khéo nhiếp tầm tư ý, không chỗ nương rừng không náo người, chứng bát niết bàn không chỗ chê. Kệ tụng đầy hiển rõ, đó là như có người nương sơ tịnh lự xả ba tầm ác là tầm dục, tầm khỏe, tầm hại, lại năng xả bỏ các tầm tư thiện của các địa sơ tịnh lự, an trụ trong vô tầm vô tứ định, như rùa thu các chi vào mai, lược nhiếp tầm tư cũng là như vậy. Nên biết từ không tầm không tứ định đây trở lại, trở lên cho đến hữu đảnh, lúc tránh an trụ ở định đây không sành ái vị, đã xuất rồi thành tựu pháp vui khả ái, điều thuận nhu hòa, dễ cùng cộng trú, không não loạn người có trí, đồng phạm hạnh, lại cùng người trí và đồng phạm hạnh, vui thích chung sống. Lại thành tựu pháp không trái, chống, trái, tranh. Do kia tránh phương tiện như vậy, năng nhập hiện quán các thánh đế và đắc lậu tận. Ở nơi các pháp chẳng do người mà được chánh tín, vì kia thu được tri kiến thiện tịnh thủ thắng. Như thật rõ biết pháp đây chân thật là pháp, tỷ nại gia đây chân thật là tỷ nại gia. Do hiểu biết như vậy, chọn không nương vào các kiến điên đảo, đó là ở nơi pháp cũng hủy bán pháp, ở nơi phi pháp cũng hủy bán phi pháp. Chọn không hiển thị phi pháp là pháp, pháp là phi pháp, hoặc phi tỷ nại gia là tỷ nại gia, tỷ nại gia là phi tỷ nại gia.
Lại nữa, này sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức Bạc Già Phạm được hiển thị pháp thiện thuyết, tức là bốn chủng nhiễu loạn đạo đoạn đối trị. Những gì là bốn chủng nhiễu loạn? Một, nhiễu loạn của sự tầm tư nhiễm không nhiễm. Hai, nhiễu loạn của sự ái dị đối với các định thủ thắng. Ba, nhiễu loạn của sự tranh cãi kiện tụng lẫn nhau. Bốn, nhiễu loạn của sự phỉ báng chánh đạo. Nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Bằng không bằng mà sanh, mâu ni xả hành hữu, nội lạc định sai khác, như cùng vỏ trứng sanh. Kệ tụng đây hiển rõ, đó là khi xưa Phật thị hiện trụ ở vị Bồ Tát thân tối hậu hữu, thần được sanh ra với diệu giác viên mãn trang nghiêm, đủ 32 tướng đại trượng phu 80 tùy hảo, sau chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng có sắc thân sanh ra. Sắc thân sanh đầy cùng với sắc thân trước bình đẳng, nhưng danh thân sanh vì vô lậu thù thắng không giống nhau nên trước và sau không bình đẳng. Lại Phật thị hiện vì lấy sự vui tịch tĩnh bên trong và vui diệu muôn làm y trì nên đắc định tự tại, như lực của tâm định xả các hành thọ và hành hữu xả hạn lượng của diệu sắc thân sanh. Sắc thân này cùng với trước bình đẳng, nhưng danh thân sanh đây cùng với trước không đồng, cho nên có sự sai khác. Như nhân nơi vỏ mà trứng sanh và nương trứng mà sanh. Tức đây sanh rồi dần dần tăng trưởng phá vỏ mà ra, trùng lại giống nhau. Như vậy đạo lý sắc thân danh thân của Như Lai sai khác cũng vậy. Trong đề có cách giải thích khác, đó là chư Phật Thế Tôn, nếu không xả bỏ các hành thọ thì phải mãn thọ lượng với bát niết bàn. Do sự giữ gìn của lực định xả hành thọ nên không cần mãn thọ lượng mà bát niết bàn. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức Bạc Già Phạm được hiển thị xả các hành thọ, hai chủng sắc thân, danh thân giải biệt và hiển xả bỏ nhân duyên sở y, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Không xa bùn dục thảy, không si mị sân thảy, không vọng lưới si thảy, không dòng sông ái thảy. Kệ tụng đầy hiển rõ, đó là bốn chủng năng làm cho thế gian không được tự tại hiện thấy, năng khiến hữu tình không được tự tại chuyển. Một, đốn sâu nơi bùn lầy. Hai, bị quỷ mị ám. Ba, xa vào mạng lưới. Bốn, rơi xuống, trôi trong dòng sông, theo dòng mà chìm nổi. Lại có bốn chủng pháp chân thật khiến cho không được tự tại, năng khiến hữu tình không tự tại chuyển. Những gì là bốn? Một, như có người sanh trưởng trong dục giới, bị lún sâu trong bùn lầy, các dục bất tịnh, tanh hôi, không thể tự tại, dẫn phát, giữ gìn, tăng trưởng thiện pháp. Hai, như có người xả bỏ các dục, được xuất ra trong pháp thiện, thuyết tỉ nại ra, mà tâm ôn phẫn nộ, tánh ẩn chứa nhiều lời ác, do bị phẫn nắm giữ nên không được tự tại, không luôn tập học học xứ, sanh hành động trái vượt đối với các bậc trí đồng phạm hạnh, nhiều lần đem lời thô ác mắng đuổi, dầm não hủy nhục. Ba, như có người xả bỏ các dục, lại xuất ra trong pháp ác thuyết tỉ nại ra, xa vào lưới kiến chấp đại ngu si của các ác quỷ, kia đã vào rồi liền lưu truyền trong sanh tử, không được tự tại. Bốn, như có người sanh trưởng ở ly dục địa phần thượng, nơi các ái kiết chưa thể đoạn trừ vĩnh viễn, cũng chưa biết khắp, cũng không được tự tại, trở lại sanh ở cõi dưới trụ thuận theo dòng bạo lưu, có thể ra khỏi xa lìa. Lại nữa, nay sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã thuyết trên, đó là trong đây Đức Bạc Già Phạm lược hiển thị các giới, các phẩm ngu phù bị cột trói. Lại có cách nói khác. Một, như có người chìm sâu trong bùn lầy dục, không thể tự tại thành tịnh xuất ra trong pháp thiện thuyết tỉ nại ra. Hai, như có người vì tánh phẫn nộ, bị phẫn nộ ngăn che, phẫn khỏe trói buộc tâm, đối với thân mình còn khiến hoặc tổn hoặc hại, hà huống đối với thân người khác. Ba, như có người thành tựu các ác tà kiến phẩm si, như cho là không có cha mẹ, vì bám cha mẹ, đối với cha mẹ mà còn ngược đãi, hà huống tự mình kính dưỡng. Bốn, như có người rộng tập quen các dục, bị nổi trôi theo tham ái nên không được tự tại, còn không muốn mình được ăn, uống năng huệ thí cho người. Bốn pháp như vậy, nên biết năng chướng ngại các bậc thông tuệ. Bốn pháp nên làm đó là thanh tịnh xuất ra trong pháp thiện thuyết tỉ nại ra, xa lìa khỏe hại, kính dưỡng cha mẹ và vui làm huệ thí. Hư không không giấu chim, ngoại đạo không sa môn, ngu phù vui hí luận, Như Lai không như vậy. Kệ tụng đầy hiển rõ, đó là có chúng sanh mong cầu vui dục thù thắng nhiếp thuộc cầu dục, lại có chúng sanh mong cầu vui thân thù thắng nhiếp thuộc cầu hữu, lại có chúng sanh mong cầu vui giải thoát của sa môn và bà la môn
nhiếp thuộc cầu phạm hạnh. Trong đây kẻ nhiếp cầu dục cầu hữu tác nghĩ, ta nhân ít phần bố thí, ít phần trì giới để được sanh vào đường thiện vui trong các thế giới cõi trời. Bây giờ sẽ lấy năm diệu dục để tự thọ lãnh, thưởng thức gặp gỡ vui chơi hoàn lạc. Kẻ kia đã tu tập nguyện như vậy rồi, được dục tối thắng cùng thân tối thắng, giống như chim bay lượn trong hư không, khắp trong không trung mà không có chỗ dừng chân. Cũng vậy, nên biết chúng sanh ở nơi sở đắc các dục vô thường, cùng trong thân phần đều không an trú. Nếu vui muốn sở hữu giải thoát của Sa Môn và Bà La Môn, nhiếp thuộc cầu phạm hạnh, lại có hai chủng, hoặc nương pháp thiện thuyết, hoặc nương pháp ác thuyết. Nếu người nương pháp ác thuyết của chúng ngoại đạo thì không phải Sa Môn. Nếu người nương pháp thiện thuyết mà nhiếp thọ cầu tà phạm hạnh cũng không phải Sa Môn. Người nhiếp thọ cầu tránh phạm hạnh mới đúng là Sa Môn. Lại tất cả nhiếp thuộc và môn đầy, hoặc môn cầu dục, hoặc môn cầu hữu, hoặc môn cầu phạm hạnh như thế, đều gọi là vui đắm hí luận. Nên biết Như Lai xả bỏ tất cả sở hữu mong cầu, nên không hí luận. Tước dụng nghĩa đây, chuyên gia nên biết các chúng đệ tử Như Lai, người nhiếp thọ cầu tránh phạm hạnh, cũng không có hí luận. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là Đức Bảo Giả Phạm trong đây, lượng hiển thị người siêng năng tinh tấn mà xa lìa pháp thiện thuyết tỷ nại ra, đều là trống không là vô ích, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Đều không trụ hí luận, vượt hào tường lìa ái, mâu ni dạo thế gian, trời người không thể biết. Này trong kệ tụng đầy hiển rõ, đó là bí xô A-la-hán vĩnh viễn xa lìa tham ái, vì đang giải thoát tự tại khỏi bốn chủng tướng các ác ma oán, là ông chủ mà tất cả ngu phu bị lệ thuộc, nên tùy ý du hành vào tụ lạc không nhàn. Có các ngu phu gặp chân A-la-hán như vậy, ở nơi sự du hành tự tại cực rốt ráo ấy mà không như thật biết, liền ở nơi hai xứ sau mà vọng sanh khinh hủy, tức là suy nghĩ cớ sao thiện nam đây lại xả bỏ chân bảo tài sản của mình để rồi phải cầu xin các vật nuôi thân từ người khác, cứ sao xả bỏ phương tiện sanh thiên để rồi cân khổ tinh tấn cầu đoạn diệt hữu. Các ngu phu kia thấy việc sanh lên cõi trời có công đức thù thắng, thấy cuộc sống tại gia có nhiều tài sản, nên đối với Đức Mâu Ni vọng sanh khinh khi, trời mà kẻ kia phụng thờ, đối với công đức quảng đại của Đức Mâu Ni còn không thể hiểu biết, huống là kẻ thờ phụng mà có thể hiểu biết. Sao gọi là các A-la-hán lìa ái đã giải thoát tự tại khỏi bốn chủng tướng các ác ma oán, vốn là ông chủ mà tất cả ngu phu bị lệ thuộc, tức là các ngu phu do bốn thức trụ bị sự sai khiển của các ông chủ ma oán chịu sự lại qua trong năm thú sanh tử, chứ A-la-hán không như vậy. Lại các ngu phu vì tội nặng nên bị chủ ma oán sai khiển, vì các ác kiến hoặc tăng thêm hoặc tổn giảm nên phát khởi trùng trùng pháp ác bất thiện, như cầm dao gậy cho đến rơi vào các khí luận, nên sanh trong các đường ác lại khiến gây tạo trùng trùng các nghiệp duyên ác, chứ A-la-hán không như vậy. Lại các ngu phu vì tội trùng bị chủ ma oán sai khiển, khiến ở trong sự trói buộc của tường lũy dục ái mà không thể ra khỏi sự sanh khổ ở dục giới, chứ A-la-hán không như vậy. Lại các ngu phu vì tội nhẹ bị chủ ma oán sai khiển, khiến sanh ở sắc giới và vô sắc giới, đã sâu thấy vô mình bao bọc giam nhốt xung quanh, đóng bít trong lao ngục các khổ sanh tử, ở nơi khổ như sanh mà không thể thoát được, chứ A-la-hán không như vậy. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức Bảo Giả Phạm lược hiển thị tất cả ngu phu xấu hổ đối với việc không đáng xấu hổ, lại không biết xấu hổ đối với việc đáng xấu hổ, đối với việc không nên sợ hãi mà sanh sợ hãi, đối với việc nên sợ hãi mà sanh không sợ hãi, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Nếu có huân trừ các tầm tư ở trong lìa phân biệt không sót, vượt qua ngạn trước các sắc tưởng, trừ sạch bốn ách không sanh lại, kệ tụng đầy hiển rõ, đó là như có người đã vào vị học hữu học mà chưa ly dục dục giới, nương sơ tịnh lự để tự huân trừ các tầm tư ác của dục giới, nương đệ nhị tịnh lự nội tịnh tâm tánh một hướng, đối với sở hữu phân biệt ở sơ tịnh lự địa vĩnh viễn xa lìa không còn sót, không phân biệt trở lại, nương đệ tam tịnh lự vượt qua các ngần ngại đắm trước hỉ của đệ nhị tịnh lự địa, nương đệ tứ tịnh lự vượt qua các ngần ngại đắm trước lạc của đệ tam tịnh lự địa, nương vô xác định vượt qua tất cả sở hữu xác tưởng. Như vậy dần dần thứ lớp nương các định cho đến hữu đảnh hoặc định hoặc sanh mà trừ sạch bốn ách.
Những gì là 4? 1. Trừ sạch ách tầm tư nhiễm ô. 2. Trừ sạch ách tầm tư khổng nhiễm ô. 3. Trừ sạch ách trói buộc của hỷ lạc. 4. Trừ sạch ách tất cả sắc tưởng. Do nhân duyên đây không sanh trở lại các địa dưới, nên biết dị sanh tùy đến hữu tạng hoặc định hoặc sanh, vì vẫn còn bị 4 ách trói buộc nên sanh trở lại các địa dưới. Lại nữa, này sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói trên. Đó là trong đây Đức Bảo Giả Phạm lược hiển thị sự đến có ngàn mé của hai chủng sai biệt là hữu học và dị sanh, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Vậy thì khiến tăng phước, ngăn ngừa dứt oán hại, tu thiện xả các ác, hoặc tận đắc niết bàn. Kệ tụng đầy hiển rõ, đó là như có người ở nơi pháp tỷ nại gia sở chứng của Phật, có được lòng chánh tín tuy ở gia đình mà xa lìa cấu keo lẫn trói cột, nương sự nghiệp phước thọ trì bảy chủng, do nhân duyên đầy hoặc đi hoặc đứng nói rộng như kinh cho đến sông trường phước đức như vậy. Nếu có người ở nơi pháp thiện thuyết tỷ nại gia thành tịnh xuất gia, đã xuất gia rồi vì hộ trì tịnh giới nên đầy đủ lực kham nhẫn, tuy gặp người trạch cứ sầm não chửi mắng hoặc dùng chân tay ngói đá dao gậy giả hại, vị kia sợ hoại thì là sẽ bị chướng ngại, cho nên tâm không nhớ ác, miệng không nói lời ác, chỉ tâm cầu hữu từ duyên với cảnh kia, hàng trụ biến mãn tất cả phương. Do nhân duyên đầy, sở hữu oán hại từ tục của mình, của người thảy đều dừng dứt cho đến sanh trong thế giới an vui, không bị nhiễm não, không có nhiều oán địch, được mọi người yêu thích, mọi người vui muốn thấy. Như vậy đã khéo tu tránh phương tiện rồi, nương tăng thượng giới phát khởi tăng thượng tâm, nương tăng thượng tâm phát khởi tăng thượng tuệ, nơi các thánh đế lúc nhập hiện quán sẽ năng vĩnh viễn xả bỏ nghiệp ác thú và các ác thú, lại vì tu như đạo đã được trước, dần dần vĩnh viễn đoạn trừ sở hữu các kiết sử, đến trong hữu dư y niết bàn giới mà bát niết bàn. Như vậy ở thời sau trong vô dư y niết bàn giới lại bát niết bàn. Lại nữa, này sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức Bảo Giả Phạm lược hiển thị 4 chủng chánh hạnh của người có được tịnh tín. 1. Hạnh chiêu cảm sự giàu có của cải. 2. Hạnh chiêu cảm đường thiện. 3. Hạnh tu thành tịnh xả lìa khổ đường ác. 4. Hạnh tu thành tịnh lìa tất cả khổ. Nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Các việc ác chớ làm, thực hành các việc thiện, từ điều phục tâm này, đây là lời Phật dạy. Này trong kệ tụng đầy hiển rõ, đó là như có người ở nơi pháp tỷ nại gia sở chứng của Phật, thu được tâm chánh tín nơi tất cả chủng, tất cả nhân duyên, tất cả nơi chốn, sở hữu các việc làm ác đều năng đoạn diệt. Ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia, năng khéo thọ học thì là luật nghi. Người kia do ba tướng phụng hành các thiện, đó là khéo an trụ thi la, giữ gìn biệt giải thoát luật nghi thành tịnh cho đến thọ học các học xứ, nương tăng thượng giới học phát khởi tăng thượng tâm học, nương tăng thượng tâm học phát khởi tăng thượng tuệ học. Kia do đây nên đối với cảnh giới sở trì như thật thấy biết, như vậy đã đầy đủ các thiện pháp rồi. Lại do ba tướng điều phục tâm mình, đó là do như thật biết năng khởi yểm hoạn, do yểm hoạn năng được lìa nhiễm, do lìa nhiễm năng được giải thoát. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đấy Đức Bảo Giả Phạm lược hiển thị quả của sự thọ học, bà học và hiển thị thánh giáo của mình không cùng chung với người khác, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Tháo động khó điều phục, chìm đọa nơi các dục, khó điều phục tâm này, tâm điều dẫn an lạc. Trong kệ tụng đầy hiển rõ, đó là tuyên thuyết người có tâm hoặc ý hoặc thức, đêm dài vui thích, sống nơi xứ hỗn tạp phiền não. Ở chốn ổn náo nên khó được xa lìa, khó thể điều phục. Tùy cưỡng ép, sống nơi xứ an ổn không nhàn, tu tập các thiện pháp mà không thể chuyên tâm nhất hướng, năng trụ lìa tham, lìa sân, lìa si, cũng không một hướng năng trú trong sự nỗ lực tịch tĩnh không lay động, lại mắc phải bệnh, sanh khởi trở lại có tham, có sân, có si, trọng cử và không tịch tĩnh hạ liệt. Hoặc tùy mạnh mẽ sống an trú dừng nghỉ bên trong, nhưng vì đêm dài vui thích sắc thanh hưởng vị xúc nên ở nơi cảnh ngũ dục rong ruổi thú hướng chìm đắm. Các thánh đệ tử đối với hết thảy sự vui đắm tạp nhiễm như vậy, năng sanh tâm khổ, chọn không phóng túng, khiến chúng tự tại chuyển, cũng không thuận theo chỉ lớp lớp từ trạch, thành tựu trọn vẹn trong việc xa lìa, hằng tu thiện pháp tâm tánh nhất cảnh. Do những vị kia chánh định tâm như vậy, năng hiểu biết như thật, vì hiểu biết như thật năng khởi yểm hoạn, do yểm hoạn năng được lìa nhiễm, do lìa nhiễm năng được giải thoát,
họ đã khéo điều phục như vậy vì tâm tận diệt nhân khổ ở trong hiện pháp được trụ an lạc, các khổ ở vị lai cũng được vĩnh viễn tận dứt. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đấy đức và giả phạm được hiển thị không thể, điểm giả lưu chuyển thuận theo tâm bất chánh, và chỗ được thắng lợi trong việc không thuận theo tâm kia, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Nơi tâm tướng khéo biết, hay ăn vị xa địa, tịnh lự thường ủy niệm, không nhiễm ái hỷ lạc, trong kệ tụng đầy hiển rõ, đó là như có bậc hữu học kiến tích, năng khéo rõ biết tướng chỉ, cử xả, do nhờ duyên đầy được bốn công đức, đó là tâm trụ một duyên xa địa thô trọng, năng khéo thọ dụng sự an lạc của thân tâm, đây là công đức thứ nhất. Lại tâm tịch định, vì cùng tận việc tu, ví như việc đã tu, năng tránh xem xét sâu xa đạo lý các pháp, thu được nội pháp tỷ bát xá na, đây là công đức thứ hai. Lại do lấy chỉ quán thành tịnh làm ý chỉ như vậy, đối với việc tu tập pháp bồ đề phần dũng mãnh không gián đoạn, năng thường tu tập, năng thuận theo tu tập, không uể oải, không khiếp sợ, đây là công đức thứ ba. Lại do tâm không uể oải, không khiếp sợ như vậy, thành tựu chánh niệm chánh tri bậc nhất, tâm thiện giải thoát, lại năng thọ dụng hỷ lạc của giải thoát và lạc vô nhiễm ở trong hiện pháp được trụ an lạc, đây là công đức thứ tư. Lại nữa, nay sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đấy đức và xảo phạm lược hiển thị bốn chủng công đức ở nơi tướng mà được thiện xảo, sở tác của samatha, sở tác của tỷ bát xá na, sở tác của sự không uể oải khiếp sợ, sở tác của sự đến cứu cánh, nên biết đây gọi là được nghĩa của phần này. Không ngờ khéo sống tự khinh mình, các căn thắng lạc tận giải thoát, không nhà không trốn không mong cầu, đoạn dục độc hành chân bí xô. Trong kệ tụng đầy hiển rõ, đó là thành tựu năm trì và vĩnh viễn đoạn năm trì, nên biết được gọi là chân thật bí xô. Những gì là năm, tức là không nương tựa, kiêu căng, không dùng phương tiện tà pháp để nuôi mạng sống, cũng không cậy dựa những nhà có thế lực, cũng không sửa đổi danh xưng dòng họ, cũng không giả dối thọ lời dạy của chư Phật và lời thánh đệ tử nói, ví như nương vào các sự việc công xảo, phi pháp, hy cầu, y phục, ăn uống, đây gọi là trì thứ nhất. Lại giảm bớt các thứ vật dụng, kéo xả chân bảo tài của, tự biết y vừa đủ che thân, ăn vừa đủ no bụng, vui vẻ biết đủ, phàm lúc du hành đều đem theo y bát, đây là trì thứ hai. Lại luôn mong nghĩ quý mến sa môn, vui thích hạnh sa môn, nhớ nghĩ học xứ, vui thích học xứ, nếu gặp phải duyên khó bảo toàn mạng sống, còn không trái vượt giới cấm đã học, hà hướng chút ít nhân duyên lợi dưỡng, đây là trì thứ ba. Lại kia tránh tu phương tiện như vậy, tịnh mạng an vui biết đủ, vui thích học xứ, nếu người chưa hiện quán đối với các thánh đế, năng nhập hiện quán kiệt đắc kiến thành tịnh, hoặc có lúc thất niệm chỉ trong một niệm phát sanh tầm ác bất thiện, dẫn khởi tham dục sân khỏe ngu si, chậm chạp quên mất nhớ nghĩ thì nhanh chóng khiển trừ, đó là trì thứ tư. Lại đối với các kiết phược, tất cả tùy miên phiền não triển, kia tu tập như đạo đã đắc trước, tâm được giải thoát, đây là trì thứ năm. Như vậy gọi là thành tựu năm trì. Sao gọi là vĩnh viễn đoạn năm trì? Có bí xô A-la-hán ở nơi năm điều không thể trở lại phạm, đó là không thể xả học xứ mà thối thất quay lui, lại không thể tích trữ các vật, chấp là cái mình có mà thọ dụng, cũng chẳng thọ dụng cảnh giới các dục, lại chẳng trở lại vì tài của, vì thân mạng, biết mà vọng ngữ, lại không có việc đã xả bỏ các dục mà hành lấy của không cho, cũng không có việc đã lìa hẳn tham dục, sống một mình, hành một mình, mà lại tập gần phi phạm hạnh, hai bên giao hội, hoặc suy tính tự mình làm mà rước lấy khổ vui, hoặc suy tính người làm, hoặc suy tính mình người làm, hoặc không phải mình cũng không phải người làm, không do nhân sanh mà rước lấy khổ vui, như vậy gọi là vĩnh viễn đoạn năm trì. Tâm viễn hành độc hành, không thân ngủ ở hang, năng điều phục khó phục, ta nói bà la môn. Này trong kệ tụng đây, chỗ nói tâm đây tức cũng gọi là ý, cũng gọi là thức. Tâm đây ở quá khứ, tất cả ngũ phu tự thể triển chuyển và nhân triển chuyển có vô lượng sai biệt, tuy không tác giả mà lưu chuyển trong sanh tử, tiền tế không thể biết nên gọi là viễn hành. Tâm đây ở hiện tại mỗi mỗi lưu chuyển, vì bị bạn tâm thứ hai xa lìa, vì tất cả chủng tâm không chuyển ngay cho nên gọi là độc hành. Lại tâm đây ở hiện tại tùy theo tự thể ban đầu mà sanh khởi hiện tiền, hoặc do tánh tham, hoặc do tánh sân, hoặc do tánh si, hoặc do mỗi một tánh phiền não tùy phiền não còn lại, tức tâm không theo
tự thể kia mà chuyển rốt ráo, như năm giác căn, hoặc đồng hoặc khác, hoặc kém hoặc hơn, tùy theo tự thể ban đầu sanh khởi hiện tiền, tức tự thể đây rốt ráo mà chuyển. Tâm chẳng như vậy, vì cớ sao? Tâm trải qua các vị lạc phược sát na đêm ngày kia, chẳng phải một mà rất nhiều trùng trùng phẩm loại, lúc sanh sanh khác, lúc diệt diệt khác. Do thể của tự tánh tâm nhiễm ô không thành thật, gọi là không thân. Tâm đây ở đời vị lai, cư ngụ nơi bốn thức trụ mà có tùy miên, năng ở đời sau có nghĩa đến đi, gọi là ngủ ở hang. Nếu có bậc thông tuệ do bốn tướng đây, hay ở nơi tâm đời quá khứ hiện tại vị lai như thật rõ biết, nên tu chán lìa đoạn diệt và tâm giải thoát. Vị kia năng vượt qua các thân, đến bờ kia an trụ ở đất liền, gọi là Bà La Môn. Lại nữa, ngài sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức Bạc Già Phạm được hiển thị tâm ở quá khứ trường thời nhiễm ô, tánh không có tác giả. Ở đời hiện tại tánh là sát na, tự tánh thành tịnh. Ở đời vị lai do có phóng dật không phóng dật nên nhiễm ô thành tịnh, nên biết đây là nghĩa lược của phần này. Gì hay che thế gian, gì hay khiến thâu không hiển, gì lại hay nhiễm bẩn, gì là sợ hãi lớn của mình che thế gian, phóng dật khiến không hiển, hí luận hay nhiễm bẩn, khổ là sợ hãi lớn. Các dòng gì chảy khắc, gì đây gì hay ngăn, phải nói gì phòng hộ, gì khéo ngăn các dòng. Các dòng gì thế gian, gì đây niệm khiến dừng, ta nói năng phòng hộ, do tuệ khéo ngăn được. Niệm tuệ cùng danh sắc, nay hỏi tất cả đây, bao giờ diệt dứt hẳn, duy nguyện vì tôi nói. Niệm tuệ cùng danh sắc, ta nói tất cả đây, nếu diệt hẳn các thức, nơi ấy diệt tận hẳn. Sở hành niệm thế nào, các thức sẽ diệt hẳn, nay thỉnh dạy phương tiện, giải thích khiến không nghi. Nơi nội ngoại các thọ đều không sanh vui thích, sở hành niệm như vậy, các thức sẽ diệt hẳn. Nếu các pháp thiện thuyết và hữu học dị loại, kia năng hướng thường ủy, tỉnh đại tiên vì nói. Không đắm trước các dục, nơi tâm không vẩn đục, nơi các pháp khéo nghĩ, bí xô này hay đến. Đây là lời kệ của A Thị Đa thỉnh hỏi trong buổi lễ Bà La. Nói thế gian được có ba chủng, một thế gian dục, hai thế gian sắc và thế gian vô sắc. Này trong nghĩa đây, ý phân biệt hai chủng là xuất gia thế gian và tại gia thế gian. Xuất gia thế gian lại có hai chủng, đó là pháp ác thuyết và pháp thiện thuyết. Pháp ác thuyết là pháp bị vô minh ngăn che, pháp thiện thuyết do có minh nên có thể minh bạch rõ ràng, do phóng dật nên không được minh bạch rõ ràng. Các tại gia bạch y dị loạn bị các khí luận làm nhiễm bẩn, nên biết hí luận được có ba chủng, đó là ba chủng ngôn sự gọi là hí luận. Ở nơi bốn chủng ngôn thuyết, chỗ có luận bàn cũng gọi là hí luận, chỗ có tầm tứ hay phát lời nói cũng gọi là hí luận. Nếu ở nơi ba chủng ngôn sự quá khứ vị lai hiện tại nương bốn chủng ngôn thuyết mà phát khởi tư duy phân biệt khác loạn hoặc thuận hoặc nghịch, đây gọi là nhiễm bẩn, hoặc trước hí luận hoặc sau nhiễm bẩn. Phần nhiều những người tại gia có điều này, cho nên nói kẻ kia bị nhiễm bẩn bởi các hí luận. Trong đây pháp ác thuyết bị vô minh ngăn che, pháp thiện thuyết vì phóng dật nên không minh bạch rõ ràng. Những kẻ tại gia bị hí luận nhiễm bẩn kia ở hiện pháp lúc nhân khổ chuyển, nơi nhân khổ đây không như thật biết là nhân khổ, nơi nhân khổ đây mà trụ vui thích, do nhân duyên đây sanh khổ ở tương lai, tức nói khổ đây là sợ hãi lớn. Lại pháp ác thuyết do cửa vô minh, từ sáu xứ lưu suốt gì chảy các khổ. Những kẻ tại gia do cửa hí luận, từ sáu xứ lưu suốt gì chảy các khổ. Pháp thiện thuyết do cửa phóng dật, từ sáu xứ lưu suốt gì chảy các khổ. Như vậy vô minh phóng dật hí luận là các cửa lưu suốt gì chảy. Do được nghe âm thanh của người, bên trong tránh tác ý, ở nơi các hành rõ biết quá hoạn, nhớ nghĩ tương ưng đầy ngược dòng mà chuyển, nên có thể chặn đứng dòng chảy kia, phương tiện như vậy gọi là điều phục đối trị. Nếu các bậc tuệ vô lậu nhiếp thuộc chánh kiến do thế gian, ở nơi ba chủng lưu lậu đều năng ngăn dứt, phương tiện như vậy gọi là đoạn đối trị. Đối với dòng lưu lậu đây, vì hai chủng đối trị hoặc hàng phục hoặc vĩnh viễn đều có thể
đoạn nên cũng gọi là phòng hộ. Lại pháp ác thuyết, vì người và người tại gia chỉ một hướng rơi vào nhiễm ô nhiễm. Trong pháp thiện thuyết thì lại ra có hai hạng người khá được, đó là dạng người phóng túng buông lung thuộc phẩm loại tạp nhiễm, không nhiếp không minh bạch rõ ràng, và người không phóng túng buông lung thuộc phẩm loại thanh tịnh nhiếp minh bạch rõ ràng. Lại hoặc đã minh bạch rõ ràng, hoặc phải minh bạch rõ ràng nên biết hai chủng đều không phóng dật. Các A-la-hán đều đã minh bạch rõ ràng, ở nơi không phóng dật không phải tu làm thêm sự không phóng dật. Ở nơi bốn niệm trụ, hoặc niệm hoặc tuệ, vì đã khéo tu, vì đã khéo chứng đắc thức thanh tịnh, chỉ có quyết chắc một hướng ở trong vô dư y niết bàn giới, thức thiện thanh tịnh, vì sẽ vĩnh viễn diệt, nên hoặc niệm hoặc tuệ cũng tùy đó vĩnh viễn diệt. Tất cả danh sắc do nghiệp trước dẫn dắt, nhiếp thuộc dư y cũng theo đó mà diệt tận. Cho đến pháp kia chưa diệt hẳn, lại ở nơi sáu hàng trụ thường khéo an trụ, ở nơi ly dục địa sở hữu nội thọ, và nơi các dục tương ưng ngoại thọ chẳng sanh vui thích. Như vậy gọi là các A-la-hán chánh niệm hiện hành, cho đến lúc thọ mạng tận hết thức mới diệt hẳn. Nếu các bậc hữu học thì phải minh bạch rõ ràng ở nơi không phóng dật, phải tu làm hơn nữa sự không phóng dật. Kia lại có hai chủng, ở nơi không phóng dật và sự việc không phóng dật, đó là thường sở tác, bỏ hết sở tác. Hữu học loại khác, hoặc các hữu học tối đa 7 lần trở lại hữu, hoặc lại quả nhất lai, ra ra, và ở trong hiện pháp khảm bát niết bàn. Đối với hạ phần kiết và thượng phần kiết, tâm không nhiễm ô, vì đoạn trừ kia nên tu tập đối trị. Lại vì không đắm trước tác dục nên các hạ phần kiết không thể nhiễm ô, vì tâm không bị vẩn đục nên các thượng phần kiết không thể nhiễm ô. Lại trong tất cả pháp hữu khổ như thật biết tập cho đến xuất ly, tâm khéo trụ nơi bốn niệm trụ, tu tập như thánh đạo chưa đã đắc, năng hướng đến cứu cánh. Vì như thật tu tập đạo đối trị, kia ở trong tất cả chẳng phóng dật, các sự việc không phóng dật nên làm đều đã được cứu cánh. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây Đức Bảo Giả Phạm được hiển thị các kẻ tại gia và các kẻ ở nơi ngoại pháp mà xuất gia quyết định có tạp nhiễm, hiển thị người ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia mà xuất gia, nếu hành phóng dật sẽ đọa trong phẩm nhiễm ô, nếu không hành phóng dật sẽ trụ trong phẩm thanh tịnh. Nếu biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Nơi các dục mong cầu hoặc đến kỳ quả tọa được rồi, tâm vui mừng yêu giữ cho đến chết. Chúng sanh vui các dục, nếu thối thất các dục, sắc đây liền biến hoạn như trong chỗ tên độc. Nếu xa lìa các dục giống như đầu rắn độc, kìa nơi ái thế gian chánh niệm năng vượt qua. Ruộng đất cùng vàng bạc ngựa trâu, trâu vòng xuyến hầu nữ thêm các dục là chỗ người vui đắm. Phan duyên chìm hạn liệt biến hoại sanh các lậu, từ đây nhóm các khổ như thuyền vỡ nước tràn. Nếu dứt hẳn các dục như chặt ngọn đa la, xả bỏ các ưu sầu như giọt nước hoa sen. Đây là kệ tụng đường các dục trong phẩm nghĩa, đó là như có người mong cầu sở hữu các dục vị lai, vì muốn thu hoạch được các dục ấy nên phát siêng phương tiện. Nếu đã hiện tiền được nên đắm chức thọ dụng, như vậy mong cầu các dục và đang thọ dụng các dục đã đắc, do nhân duyên đây sanh vui sanh thích, như vậy gọi chung là ái vị các dục. Lại kia mong cầu và tránh thọ dụng sở hữu các dục, ở nơi việc đã được và việc đang thọ dụng, nếu lúc thối thất bèn theo các dục kia mà luyến trước ái vị, nên bị mũi tên ái nhập tâm, như chúng tên độc thọ yêu khổ lớn, hoặc có khi đưa đến mất mạng, như vậy gọi là quá hoạn của các dục. Lại rắn độc dụ như cảnh giới dục, đầu rắn độc dụ cho sở hữu ái vị ở trong các dục. Nếu các ngu phù ái vị cao dục tham trước thọ dụng như bị nọc độc của rắn cắn. Nếu có các thánh đệ tử đa văn xa lìa sở hữu ái vị của các dục như đầu rắn độc thì được chọn không ái nhiễm mà thọ dụng,
nói giọng cho đến không sanh đắm trước kia đối với sở hữu tham ái của các sắc, cho đến đối với sở hữu tham ái của các xúc, đều có khả năng điều phục đoạn diệt vượt qua. Như vậy gọi là xuất ly khỏi các dục. Lại tự tánh các dục được có hai chủng: một sự dục, hai phiền não dục. Sự dục có hai: một lúa và xứ sở y của kia, đó là việc ruộng nương; hai tài bảo và xứ sở y của kia, đó là việc như vàng bạc. Vì cớ sao? Bởi các kẻ cầu lúa gạo ắt trông vào sự việc ruộng nương, còn các kẻ cầu tài bảo ắt trông vào sự việc vàng bạc. Cầu vàng bạc lại có hai chủng: một việc vua, hai việc buôn bán. Cầu lúa cầu ruộng thì phương tiện cần có là trâu, cầu tài bảo bằng cách làm việc cho vua thì phương tiện cần có là ngựa. Sở hữu phương tiện để cầu tài bảo bằng cách buôn bán hoặc các loại tương ương với vàng bạc như bảo châu, hoặc các loại không tương ương với vàng bạc như vòng xuyến. Đây chỉ nêu ra những cái điển hình thù thắng. Hoặc giả sử việc nói năng buôn bán trao đổi nên biết cũng vậy. Nếu tích chứa lúa gạo vàng bạc như vậy rồi, chỗ có trợ bạn cho việc thọ dụng vui chơi là nữ sắc. Nếu chưa tích chữ thu thập giữ gìn như vậy, thì chỗ có trợ bạn cho việc thu được lợi ích là những người giúp việc. Như vậy lúa gạo vàng bạc được tích nhóm rộng lớn, cho nên ở nơi các việc đầy đắm trước không rõ, đắm trước không bỏ, tất cả như vậy đều gọi là sự dục. Phiền não dục đó là ở nơi các sự dục mà theo đuổi ái vị, nương thức đắm trước phát sanh trùng trùng, tham hư vọng, phân biệt. Lại ở nơi sự dục do phiền não dục khiến tâm bị chìm đắm thành tánh hạn liệt. Nếu sự dục kia bị biến hoại tan mất để dành các lậu trùng trùng khổ não, sầu than yêu bi, chuyển nhiễu nơi tâm. Như vậy kia ở trong hiện pháp bị các lậu ngăn che mà không đối trị, giống như thuyền vỡ, nước dần tràn vào, nên đương lai triều tập trùng trùng khổ não như sanh lão bệnh tử. Nếu ở nơi các dục đã ra khỏi xa lìa, liền năng vĩnh viễn đoạn dứt ái vị, thuận theo dục phá khởi cao thức nhiễm ồ tham trước, giống như chặt đứt ngọn cây đa la khiến nó không sanh trưởng trở lại. Lại các dục kia khả ái khả lạc cho đến khả ý. Lúc dục kia biến hoại, nếu người ở nơi thức thành tịnh hoặc hẳn tất cả khổ não như sầu yêu đều chẳng thể bám trụ lại, như giọt nước không thể đọng lại trên cánh hoa sen. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã thuyết trên, đó là trong đây Đức Bạc Già Phạm được hiển thị ba chủng tự tánh của các dục là quá hoạn, ái vị và xuất ly. Lại hiển thị ái vị năng làm quá hoạn và sở hữu công đức của việc xuất ly ái vị kia, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Ở quá khứ không luyến, không mong cầu vị lai, trong các pháp hiện tại, nơi nơi khắp quán sát, bậc trí được tăng thượng, không đạt cũng không động. Đây là kệ tụng hiển rõ việc tu thành tựu hiển thiện, đó là như có người ở nơi pháp tỷ nại gia sở chứng của Phật, có được lòng tịnh tín, dùng tâm tránh tín xả bỏ cuộc sống gia đình, hướng đến đời sống không gia đình. Do năm trùng tướng tu hành phạm hạnh khiến được thiện thành tịnh, đó là năng xả ly các hành gia định, các hành gia đình không lòng đoái luyến, cũng không duyên theo kia, khiến tâm sanh luyến tiếp trở lại phải nhiễm trước. Đây gọi là tướng thứ nhất. Lại đối với lợi dưỡng cung kính ở hiện pháp và sở hữu chủng lại các hành ở vị lai không sanh mong cầu, cũng không nguyện vì đương lai sở hữu các hành người trời mà tu hành phạm hạnh. Đây là tướng thứ hai. Lại ở hiện tại năng tránh quá sát nằm thủ ẩn, nhịp lấy các sắc và sự an lập của kia. Lại đối với các thân làm các ác hành và chiêu cảm quả báo ác ở hiện pháp và ở tương lai, thường nhớ nghĩ nơi thân ta không nên phát khởi các ác hành, nói rộng như kinh, cho đến nên đoạn các ác hạnh của thân, tu thân thiện hạnh, tu ngữ ý thiện hạnh, cũng nên biết cũng vậy. Lại ở nơi các sắc uẩn đang tùy theo đó quán sát đời quá khứ vị lai, hiện tại đều là vô thường, do vô thường nên khổ, do khổ nên vô ngã, do vô ngã nên ở nơi tất cả các uẩn kia không chấp là ngã sở, cho đến ở nơi kia không chấp là ngã,
Như vậy, dụng chánh tuệ như thật để quan sát, đây là tướng thứ ba. Lại nương pháp tỳ bát xá na ban đầu, các căn thành thuộc hai chủng tư lương phước đức trí huệ là cái mà không phải các vua thế gian có thể cướp đoạt. Ở đây đương lai tăng trưởng và thông đạt, đây là tướng thứ tư. Lại nương pháp tỳ bát xá na thứ hai, ở trong hiện pháp năng khéo tăng trưởng công đức niết bàn, là đối tượng mà không phải các phiền não và tùy phiền não có thể khuynh động, đây là tướng thứ năm. Do năm tướng đây khiến sự tu hành phạm hạnh đi đến thiện thành tịnh, nếu nương như vậy trong khoảng thời gian một ngày một đêm cũng là hiền thiện, nên biết hiền thiện bậc nhất là vượt qua tất cả sở hữu phạm hạnh còn lại này. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong đây đức bảo xà phạm được hiển thị sự tu hành phạm hạnh trong pháp thiện thuyết tỷ lệ ra, nơi tất cả tướng đều thiện thanh tịnh, không cùng chung với pháp ác, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Ốt Đà Nam nói: Lưu bố tham ác thuyết, loại cùng ao tham chảy, được nghĩa là mệt nhọc, luận nghị 14 chủng.